Tôi chào mừng tất cả các em đã quay lại với kênh của Shop BookTV. Thì hôm nay chị sẽ cùng các em và những cái bạn đặt hàng của ngày 13 tháng 11 á, thì mời các em vào kiểm hàng coi giùm chị luôn nha. Rồi, chúng ta bắt đầu với đơn hàng đầu tiên nha mọi người ơi. Đơn hàng đầu tiên đó là đơn hàng của bạn Trần Thị Trúc Lam, có giá là 348.000 đồng nha. Đó, đơn chi này á, thì mà bạn nào muốn đặt hàng thì có giá là 13.000 đồng một đơn chi Doraemon này nha. Rồi, sản phẩm tiếp theo của bạn Trần Thị Trúc Lam là thạch dai dai, có giá là 40.000 đồng một bịch như vậy. Ở bên trong có rất là nhiều cái bịch gọi là bịch thạch đó. Đây, ở bên trong thì có nào là hương dưa hấu nè, hương dâu nè, hương dứa nè, hương khoai môn, và cả hương nước ngọt nữa đó. Nói chung là rất là nhiều luôn. Đó, nói chung là ăn cũng rất là ngon, nó dai và giòn nữa nha. Sản phẩm thứ ba đó chính là bút nước son hồng nè. Đó, có giá là 15.000 đồng nha bạn ơi. Đây, nhìn ở bên dưới của nó nè, đó có chữ lớp Lovely nữa nè. Rồi ở bên trong thì có những cái hình ngôi sao, hình trái tim màu hồng rất là đẹp, rất là lấp lánh luôn nha. Đây, đó, cái bút như vậy nè, rồi còn có thể tháo rời ra được nữa, nói chung là rất là dễ thương luôn. Đó, cái hũ như vậy nè, khi mà chúng ta sử dụng hết mực rồi chúng ta còn có thể giữ cái này lại làm đồ trang trí nữa đó. Rồi, sản phẩm thứ tư. Sản phẩm thứ tư này đó chính là bánh sữa chua nha mọi người. Nhìn nè, nó rất là mềm mịn và thơm nữa. Ở bên trong thì bánh này chị cũng ăn thử rồi nha. Đó, cái lớp sữa chua bên trong nó vừa ngọt ngọt, vừa chua, mà nói chung là nó hòa quyện với cái vị bánh mì đó. Mà chỉ có 5.000 đồng một cái thôi, nghe nói là thèm chảy nước miếng rồi đó nha. Rồi, bốn cái bánh sữa chua này có giá là 20.000 đồng nha bạn ơi. Đây, rất là thơm ngon luôn. Sản phẩm thứ năm đó chính là combo sticker lụa hồng nha bạn ơi, có giá là 50.000 đồng nè. Rồi, mình sẽ mở ra cho bạn xem thử nha. Và bạn nào muốn đặt hàng thì hãy gọi đến số nè 0937899707 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng. Còn riêng bạn Trần Thị Trúc Lam và những bạn đặt hàng mà có tên ở trong đơn hàng đặt sau và những cái đơn hàng sau cái đơn hàng của bạn Trần Thị Trúc Lam thì chúng ta là nếu mà có gọi điện để thay đổi bổ sung thì hãy gọi đến số 0937899707, lưu ý là không nhắn tin và gọi trước 9 giờ tối nha mọi người. Thì còn những bạn nào muốn đặt hàng thì vẫn nhắn tin lên Facebook Zalo bình thường nha. Rồi, nhìn nè, ở đây có một cuộn băng keo nè, rồi có những cô nàng tóc tím nè, tóc đỏ nữa. Ở bên này thì có cô nàng cầm một cái đóa hoa này rất là xinh xắn và đẹp luôn. Ở đây còn có ba cuộn băng keo nhỏ nữa. Đó, có bốn cuộn băng keo. Rồi những cái miếng sticker này rất là nhiều luôn nha. Rồi, mà còn rất là nhiều ở dưới nữa. Mình phải kể đi giới thiệu sơ sơ thôi để về nhà còn bạn Trần thì chúng ta còn tự tay khui rồi còn có thể bất ngờ nha. Rồi, chúng ta qua sản phẩm tiếp theo thôi bạn ơi. Sản phẩm thứ sáu đó chính là sổ mưu chi thỏ nè. Đó, rất là dễ thương luôn nha. Đây, ở đây thì có một cái bông toàn ten màu tím nữa, rất là đẹp luôn nha. Rồi, nhìn nè, rất là xinh xắn luôn. Cái cuốn sổ mưu chi thỏ này có giá là 35.000 đồng nha. Rồi, rất là đẹp luôn. Bạn nào mà muốn đặt hàng nữa thì hãy nhắn tin qua Facebook hoặc Zalo của Shop BookTV. Và các bạn còn muốn đặt hàng nhanh hơn nữa thì hãy gọi đến số 0937899707 nha. Sản phẩm thứ bảy đó chính là slam mây. Đây, cái hũ lam mây này có rất là nhiều màu luôn, ba màu chứ. Đây, màu xanh lá này, màu xanh nước biển này, màu hồng này, nói chung là rất là đẹp luôn. Đây, bên trong cái hũ nữa nè. Bên trong cái hũ thì nó rất là đẹp, nó rất là gọi là nhìn rất là đã mắt và đã tay luôn đó. Nhưng mà thôi, đợi lại, tại vì đây là phần của bạn Trần Thị Trúc Lam. Ngoài ra, khi mua cái hũ lam mây 30.000 này á, thì chúng ta còn được tặng kèm tram và tuyết nha. Đây, cái tram rất là dễ thương luôn, mà tuyết rất là nhiều nữa, rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. 30.000 một hũ thôi. Sản phẩm thứ 8 đó chính là đầu cột tóc nơ hồng nè. Đây, đầu cột tóc nơ hồng thì có tận là 3 lớp luôn, 2 lớp là vải lưới, còn 1 lớp là dây ri băng cột lại nè. Đây, nhìn rất là xinh xắn luôn, rất là đẹp luôn nha. Đây luôn nhìn rất là nữ tính nha mọi người ơi. Khi mà chúng ta đi tiệc hoặc đi đám cưới gì á thì nó sẽ làm tôn tóc của chúng ta lên rất là đẹp luôn, rất là sang chảnh luôn nha. Cái đầu cột tóc nơ hồng này có giá là 15.000 đồng một cái thôi. Còn đây, đó chính là ba cái sticker của bạn Trần Thị Trúc Lam. Có giá là mỗi cái sticker thì có giá là 25.000 đồng nhưng mà tổng hết ba cái là 75.000 nha. Đây, đầu tiên đó chính là sticker cổ trang của Trung Quốc này mọi người. Rất là xinh xắn luôn, giá là 25.000 đồng. Ở dưới này có tận ba cô nhân vật luôn. Những cái trang phục rất là đẹp từ thường dân cho đến tiểu thư, rồi con nhà quý tộc các thứ luôn nha. Hay ở trên này còn có những cái bộ tóc giả nữa nè. Đó, những cái búi tóc dành cho những cái cô gọi là cô công chúa, hoàng hậu, quý phi của hoàng thượng đó, rất là dễ thương luôn. Rồi còn có những cái bộ giày nữa nè. Ở trên này còn có rất là nhiều quần áo đẹp tha hồ cho các bạn mà lựa chọn, tha hồ sức sáng tạo luôn nha. Rồi, tiếp theo là bộ sticker này, hình như sticker này là sticker nhựa hay sao á. Đây nè. Đây những cái bộ váy nó rất là dày luôn nè. Nhìn rất là đẹp luôn á. Rồi, ở đây còn có được tặng kèm một cái nơ nữa nè. Cái nơ này là dành cho các bạn đó hình như. Đúng rồi, cái nơ này dành cho các bạn nè. Rồi, ở đây còn có rất là nhiều váy luôn, váy tím nè, váy đỏ nè, váy màu xanh nè, váy màu xanh rất là cứng, rất là đẹp luôn nha. Rồi, ở dưới này còn có những cái bộ váy mỏng nè. Rồi, có 1, 2, 3, 4, 4 cái cô nhân vật luôn nha. Ở đây có một cái áo khoác thời trang rất là đẹp luôn nè. Đó, màu xanh nha. Cái váy chấm bi màu nâu nè, đó, nhìn rất là đẹp luôn. Toàn là những cái bộ trang phục hot hành hợp gần đây không nha. Rồi, nói chung là rất là đẹp luôn, mà rất là rẻ, có giá là 25.000 đồng thôi. Còn đây là bộ sticker cuối cùng đây là bộ sticker cuối cùng trong bộ 3 sản phẩm của bạn Trần Thị Trúc Lam nha. Rồi, ở đây cái bộ sticker này thì là sticker 2D.
màu sắc rất là nhẹ nhàng luôn. Rồi những bộ váy có những cái đường kim tuyến rất là lấp lánh luôn, có 25.000 đồng một bộ thôi. Ở trên này là những bộ váy rất là lấp lánh luôn nha. Ở dưới này là những bộ váy có màu sắc dịu nhẹ nhưng mà không kém phần sang chảnh và lộng lẫy đâu. Rồi có cô này tóc đỏ nè, tóc xanh nè, tóc vàng nè, tóc hồng nè, và cả cô này tóc nâu nữa. Nói chung là có tận 5 nhân vật lần đó. Rồi những chiếc gối bông nè, cái đèn ngủ nè, rồi kem, rồi váy các thứ luôn. Đây, ở đây là có cái ghế sofa, rồi hai cái gối hình mặt người nè, đó rất là đẹp. Cái pizza nè, kẹo gối rất là đẹp luôn nha. Rồi 25.000 đồng. Và sản phẩm thứ, đây là sản phẩm thứ 10, sản phẩm cuối cùng của bạn Trần Thị Trúc Lam luôn. Đây là những con hàng rất là cá tính luôn nha mọi người ơi. Giá của nó là 30.000 đồng thôi. Rồi 1, 2, 3, 4. Rồi khi mà mua cái này về chúng ta có thể tha hồ mà vẽ cái tủ quần áo, tủ tóc, rồi tủ salon các kiểu luôn nha. Xong rồi chúng ta sẽ dán nó vô, khi nào mà chúng ta muốn thay thì chúng ta sẽ thay cho những con nàng này nha. Nó nói chung là rất là dễ chơi, còn có cái nền màu xanh nước nè. Đây, cái nền đằng sau sẽ là sân khấu cho những con nàng này biểu diễn mọi người, rất là đẹp luôn đó, giá là 30.000 đồng thôi. Đơn hàng thứ hai là của bạn Nguyễn Anh Thư, là có giá là 135.000 đồng nha. Sản phẩm đầu tiên mà bạn đặt đó chính là sổ mochi mèo và sổ mochi chim cánh cụt nha, có giá là 70.000 đồng hai sổ này nha. Đây là sổ mochi thỏ nè, thỏ rất là mềm luôn. Ở đây có một chú thỏ đang uống trà sữa và một cô gái uống trà sữa, một chú mèo đang nằm nè. Đó, nói chung là rất là xinh xắn luôn. Cái nền màu hồng nè, đó. Ở bên đây là sổ mochi chim cánh cụt màu vàng nha, có bông tòn tan màu hồng nữa, có một chú thỏ nè. Đó, một cái bầu trời rất là đẹp luôn. Cái bầu trời ra đây xem với mọi người. Đây, cái nền thì rất là đẹp luôn nha, có giá là 70.000 đồng hai cuốn sổ này, một cuốn là 35.000. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy gọi đến số 0937899707 nha, để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng. Riêng những bạn mà có tên trong những đơn hàng muốn bổ sung hoặc là muốn đặt thêm thì hãy gọi gấp số 0937899707 và lưu ý là không nhắn tin nha, tại vì nhắn tin thì đôi khi shop sẽ không xem kịp và không thể bổ sung và thay đổi cho các bạn được nha. Rồi còn bạn nào mà đặt hàng thì vẫn nhắn tin qua Facebook, Zalo bình thường mọi người ơi. Sản phẩm thứ hai của bạn Nguyễn Anh Thư đó chính là mochi heo hồng, có giá là 15.000 đồng, nhìn rất là đẹp, rất là mềm mại, rất là xinh xắn luôn nè. Đó, rồi chúng ta sẽ mở ra xem nha. Rồi đây, cái chú heo này có hai cái mũi màu đỏ nè, đó rất là xinh xắn, hai con mắt màu đen nữa, nói chung là nhìn rất là đã mắt luôn đó, bóp rất là đã tay luôn. Bạn nào mà muốn chơi á thì hãy mua, gọi đến số 0937899 để được đặt hàng nha mọi người ơi. 15.000 đồng một con mochi heo hồng này thôi, rất là xinh xắn luôn, rất là mềm mịn, rất là đã luôn đó. Rồi sản phẩm cuối cùng của bạn Nguyễn Anh Thư đó chính là hình dáng lụa công chúa đại cầu nè. Đây, chúng ta sẽ cùng mở ra xem nha. Đây là công chúa tóc đỏ đang cầm cái hộp quả đi cầu ở trên tay nè. Rồi, ở bên trong có rất là nhiều miếng sticker lụa khác nhau luôn. Này, công chúa đi cầu nè, công chúa ngủ nè, công chúa đang cầu nguyện nè. Rồi, đây là một cặp đôi rất là xinh xắn, rất là ngọt ngào luôn nha. Rồi, đây là cô gái gọi là rất là đam mê luôn, rất là đam mê thời trang đó mọi người. Đây, nhìn cô ăn mặc rất là giản dị nhưng mà không kém phần gọi là sang chảnh đâu nha. Ở bên này thì là những cái miếng sticker đơn giản như là nhà cửa rồi nơi các thứ thôi. Rồi, bộ sticker này có giá là 10.000 đồng thôi nha. Đơn hàng thứ ba là của bạn Nguyễn Ngọc Hời, có giá là 131.000 đồng nha bạn ơi. Sản phẩm đầu tiên của bạn đó chính là hộp bút nước, có giá là 80.000 đồng. Hộp bút nước màu tím nè, đó, ở bên trên thì có chữ Slim Girl rất là đẹp luôn, ở bên trong thì có rất là nhiều ngăn luôn nha bạn ơi. Đây, chúng ta sẽ cùng nhau xem thử nè. Đây, cái hộp bút nước này có hình cái ba lô hình chữ nhật bắc, rồi ở bên trong là nước và có những hình trái tim màu tím rất là đẹp luôn nè. Đó, nhìn rất là đã mắt luôn nha. Và ở đây ngoài đẹp mắt ra thì nó còn rất là tiện lợi luôn. Đây là một cái ngăn nhỏ nhưng mà rất là rộng, một cái ngăn nhỏ nhưng mà đựng có thể là đựng rất là nhiều đồ luôn nha. Đó, khi buồn chúng ta có thể đem cái này ra soi với ánh sáng nhìn cũng rất là đẹp mắt luôn đó. Rồi, cái túi này ngoài cái hộp bút này, ở ngoài là đựng bút ra thì chúng ta còn có thể mang đi chơi cái này, bởi vì nó rất là đẹp luôn đó. Đây, ở đây là một cái đồ đựng bút nè, đó, đựng được ba cây bút, ở đây cũng đựng rất là nhiều cái, chẳng hạn như là bút sáng kiểu luôn. Rồi cái ngăn này cũng rất là rộng, chúng ta có thể đựng tiền ở trong nữa. Đó, rất là đẹp luôn nha, vừa đẹp vừa tiện lợi nữa. Cái hộp bút này thì có giá là 80.000 đồng. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy gọi đến số 0937899707 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng nha mọi người. Sản phẩm thứ hai chính là vòng tay cá tính có màu cam nè, nhìn rất là đẹp, rất là sáng, lấp lánh luôn này nha. Đó, nói chung là cái đường màu đen này các bạn nghĩ á là nó chỉ có màu đen thôi hả, nhưng mà thật ra không phải đâu. Khi mà chúng ta soi với ánh sáng á thì nó cũng có thể chuyển màu đó, nói chung là nó có thể phản quang đó các bạn, nhưng mà ít thôi, nó không có thể thấy rõ được đâu. Này, cái vòng màu cam này rất là sáng chói, rất là cá tính mạnh mẽ luôn nha. Cái vòng tay này có giá là 18.000 đồng đó bạn ơi. Rồi, kết thúc đơn hàng của bạn Nguyễn Ngọc Hợi nha. Đơn hàng thứ ba là của bạn Trần Nguyên Phụng, có giá là 99.000 đồng nha. Đây là chiếc cơ lụa của bạn, có giá là 10.000 đồng. Đây, nhìn rất là xinh xắn luôn. Rồi, ở bên trong này đã có rất là nhiều hình sticker mới luôn nha. Rồi, mỗi cái sticker thì đều có những cái hình dáng khác nhau nha mọi người. Đây, chị sẽ mở cho bạn Trần Yên Phụng xem trước, tại vì đơn hàng này là của bạn, mọi người có thể xem chung và mọi người có thể đặt hàng qua số điện thoại 0937899707 nha. Riêng bạn Trần Yên Phụng á thì nếu mà muốn thay đổi hoặc bổ sung cái gì đó thì hãy gọi đến số 0937899707 và lưu ý là không nhắn tin và gọi điện trước 9 giờ tối nha. Còn những bạn nào mà đặt hàng rồi á thì mà muốn đặt hàng qua Facebook hoặc Zalo thì vẫn nhắn tin bình thường nha mọi người. Rồi, cái sticker các bạn Trần Yên Phụng này, đó có rất là nhiều miếng sticker khác nhau luôn. Rồi, nào là thỏ nè, đó thiên nhiên nè, nó nói chung là nhiều màu sắc, rất là nhiều sticker, có công dụng là trang trí điện thoại, trang trí laptop hoặc là trang trí những cái nền tường nhà của mình nhé, rất là đẹp, hoặc là trang trí sổ cũng được nữa, nói chung là rất là nhiều công dụng luôn. Mà có giá là 10.000 đồng, rất là rẻ luôn nha.
và sản phẩm thứ hai đó chính là bộ kit trang trí lam có giá là 50.000 đồng, rất là xinh xắn luôn. Ở trong này có rất là nhiều thứ để trang trí lam này, nào là kim tuyến màu vàng nè, đó lấp lánh rất là đẹp luôn. Cái này là những cái miếng giấy khé này, đó nhìn rất là đẹp. Ở bên này thì còn có những cái hạt màu xanh kêu rất là đã tay luôn. Rồi đây còn cái này là cái bột gì đó chị cũng không biết nữa, nhưng cái mùi nó cũng rất là thơm đó. Có hai loại bột, đầu tiên là bột màu xanh, còn bột thứ hai là màu sáng nhưng mà cái kim tuyến đó. Rồi ở đây là những cái tuyết con nhỏ này, nó rất là đẹp luôn nha. Ở đây thì có một cái tram tuyết nè, rồi có những cái hũ màu, màu xanh lá đậm, màu xanh nhẹ nữa nè, rồi những cái tram bông nữa nè, rồi những cái hũ kim tuyến màu hồng, màu xanh, màu vàng nữa, rất là đẹp luôn nha, rất là nhiều luôn mà chỉ có giá là 50.000 đồng thôi. Đây là sản phẩm cuối cùng của bạn Trần Uyên Phụng, có giá là 6.000 đồng. Đây là hai cái đất sét, một đất sét hồng và một đất sét cam nha, chơi rất là đã tay, bóp ngoài vỏ thôi mà cũng đã thấy mềm nè, đó nó rất là đàn hồi luôn và gọi là sao ta, nó rất là đã tay luôn đó mọi người. Thì về nhà chúng ta mà còn thích nữa thì chúng ta có thể trộn thêm mấy cái sticker lúc nãy vào chơi cùng luôn nha. Đây mỗi bịch là 3.000 và hai bịch chỉ có giá là 6.000 thôi, rất là rẻ luôn. Rồi mà rất là nhiều nữa nè, 6.000 nha. Rồi kết thúc đơn hàng của bạn Trần Uyên Phụng, chúng ta qua đơn hàng tiếp theo. Đây là đơn hàng của bạn Anh Duy và đơn hàng này đã được chuyển khoản rồi nha mọi người. Bây giờ thì mời bạn kiểm hàng cùng với shop RockGB và cùng với các bạn khác nữa nha. Rồi chúng ta đến với đầu tiên, đó chính là hộp bút Blackpink nè. Đây hộp bút Blackpink này có giá là 40.000 đồng. Đây là bốn cô này rất là xinh xắn, idol K-pop và idol của Hàn Quốc luôn nha mọi người. Rồi nói chung là bốn cô này này rất là nổi tiếng và xinh xắn nữa. Lisa rồi nè, chị thích nhất là Lisa đó. Còn các em thích những cô này nào quá thì hãy comment bên dưới cho chị biết với nha. Nói chung là cái hộp bút này cũng rất là đẹp, nó có một cái ngăn nhưng mà rất là lớn luôn nè. Đó cái ngăn này dùng để từng bút nha mọi người ơi. Sản phẩm thứ hai đó chính là hình dáng Blackpink nè. Đây những con nàng Blackpink rất là sexy luôn và rất là táo bạo luôn nha. Rồi rất là xinh xắn luôn nè. Đó nói chung là ở bên trong thì còn có rất là nhiều hình luôn, nhưng mà chúng ta cùng nhau xem thử nha bạn ơi. Đây nhìn rất là đẹp luôn nè. 1 nè, 2 nè, 3 nè, 4 nè, 5 nè, 6 nè, 7, 8 tấm hình luôn, 9 luôn chứ. Có 9 tấm hình và chỉ có giá là 13.000 đồng thôi, rất là đẹp, rất là rẻ luôn. Đây khi mà chúng ta mua những cái tấm hình này, chúng ta có thể kẹp vô những cái cuốn tập nè. Đó chúng ta sẽ khoe idol cho mọi người biết Blackpink chính là idol của tôi. Rồi kết thúc đơn hàng rồi nha. Đơn hàng của bạn Anh Duy đã kết thúc rồi. Thì bạn nào muốn đặt hàng thêm nhóm của bạn Anh Duy hãy gọi đến số 0937899707 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng nha. Đơn hàng tiếp theo là của bạn Trần Thị Rét, có giá là 270.000 đồng nha mọi người ơi. Đầu tiên sẽ là combo bình nước là 3, có 3 bình nha. Đây 3 bình nước, ở bên trong rất là đẹp, rất là xinh xắn luôn. Đầu tiên sẽ là bình nước màu hồng nè. Ủa không, nhầm rồi, đây là bình nước màu xanh lá này, thì rất là đẹp luôn nha. Đây ở bên trong thì có thể đựng nước nữa. Đây cái bình nó màu trắng trong rất là đẹp luôn, có thể giữ nhiệt cho mọi người ơi, rất là đẹp và tiện lợi luôn. Chúng ta có thể mang cái bình này đi học hoặc là đi dã ngoại hoặc là đi đâu đó chơi cũng được nè. Đó ở bên này á thì là cái bình màu xanh nước này nha, nó cái bình rất là đẹp luôn nè. Rồi còn cái bình còn lại không biết màu gì đấy ha, cái bình này là cũng có màu xanh lá luôn nè, đó rất là đẹp luôn. Nói chung là ba cái bình nước này á có giá là 120, một bình là 40.000 đồng nha. Bạn nào mà muốn đặt hàng hoặc là muốn được tư vấn hay gọi đến số 0937899707 nha. Rồi riêng bạn Trần Thị Dép á, mà có muốn bổ sung hoặc là chỉnh sửa đơn hàng của mình thì hãy gọi đến số 0937899707. Lưu ý là bạn không nhắn tin và gọi điện trước, và hãy gọi điện đến shop trước 9 giờ tối nha mọi người. Rồi đây đơn hàng của bạn Trần Thị Dép, sản phẩm thứ hai đó là combo ba lô màu xanh có giá là 120.000 đồng nha. Đây nhìn nè, đây là một chú cốc trúc đang ngủ rất là dễ thương luôn. Ở ngoài này thì có một cái ngăn này, ngăn nhỏ để đựng tiền hoặc là đựng cái gì đó cũng được. Ở bên trong á thì có một cái hộp bút nè, đó một cái túi đeo đi chơi nè. Đó cái túi này có thể đựng nước hoặc là đựng cái bình nước hồi nãy, hoặc là đựng những cái điện thoại đó mọi người. Nói chung là đựng cái nào cũng đẹp hết á. Đây mình chỉ thấy cái túi này giống cái túi đựng nước hơn, mà có thể đeo đi chơi cũng được nữa. Cái túi này là cái túi đi học thêm hoặc là cũng có thể đi học chính thức được nữa. Bữa nào ít cặp á mình muốn gọi là tạo ấn tượng thì có thể mang theo cái cặp nhỏ này, rất là xinh xắn luôn nha. Rồi cái combo ba lô màu xanh này có giá là 120.000 đồng. Bạn nào muốn đặt hàng, bạn nào mà thích sản phẩm nào thì hãy comment bên dưới video hoặc là hãy gọi đến số 0937899707 để được đặt hàng và tư vấn nhanh chóng với mọi người. Qua đơn hàng tiếp theo. Tiếp theo là đơn hàng của bạn Nguyễn Thoa có giá là 183.000 đồng nha. Đầu tiên sẽ là sản phẩm đầu tiên, đó chính là tiết cơ lụa nè. Này tiết cơ lụa thì gồm có 3 miếng, có giá là 30.000 đồng nha. Đây sản phẩm đầu tiên đó chính là hoa anh đào nè. Đây là tiết cơ lụa hoa anh đào, còn đây là công chúa địa cầu nè. Đây còn đây là những cô nàng chi bi rất là xinh xắn luôn. Thì hiện tại là sản phẩm còn đang rất là nhiều mà thời gian thì ít nên là chị sẽ review xương xương thôi. Rồi còn những cái sản phẩm này cũng giống như những cái sản phẩm tiết cơ lụa trên hồi nãy mình review rồi đó. Các bạn có thể xem tham khảo mà thôi. Tháo đại ra một miếng này review đi. Nãy review công chúa địa cầu rồi, bây giờ review hoa anh đào nè. Rất là đẹp luôn. Đây công dụng của nó là dùng để trang trí laptop, điện thoại hoặc là những cái hình dán tường hoặc là trang trí sổ đều đẹp nha. Đây trong cái này thì có 6 miếng nè, nhìn rất là đẹp luôn mà có 6 miếng hoa khác nhau nha mọi người. Rất là đẹp, rất là xinh xắn và tiện lợi, rất là dễ sử dụng và rất là nhiều công dụng luôn nha. Sản phẩm thứ hai của bạn Nguyễn Thoa đó chính là son kem, mỗi cây thì có giá là 40.000 đồng, rất là đẹp luôn nè. Đây
đầu tiên đó chính là cây kem son dưa hấu này nè. Cây son kem dưa hấu rất là đẹp luôn nha mọi người, rất là xinh xắn luôn. Mở sai đầu rồi, thì mở như này mới đúng nè. Đây, cây son rất là đẹp luôn. Cây son này có màu hồng, màu gọi là màu hồng sao ta, màu hồng đậm mà hồng hồng kiểu mà hồng nâu đất á, nhìn rất là cá tính luôn nha. Đây là màu đỏ, đỏ cherry nè, đỏ rất là đẹp luôn. Tại vì hôm bữa thử màu rồi nên bây giờ là không thử nữa nha mọi người ơi. Bạn nào muốn đặt hàng thì hãy gọi đến số 0937 9907 07 để được tư vấn và đặt hàng một cách nhanh chóng nha. Rồi, riêng những bạn đặt hàng á thì lúc nãy mình cũng đã nói rồi, thì chúng ta sẽ gọi gấp đến số 0937 9907 07 và không nhắn tin. Và bạn nào mà muốn đặt hàng á qua tin nhắn á, thì cũng được, thì chúng ta sẽ nhắn tin qua Facebook hoặc Zalo. Còn riêng những bạn ấy á, thì những bạn đặt hàng á thì chúng ta sẽ gọi đến số hãy gọi đến số lúc nãy và không có được nhắn tin nha mọi người. Tại vì nhắn tin á thì đôi khi shop sẽ không đọc được và không thể chỉnh sửa liên hệ cho các bạn. Và đây, sản phẩm thứ tư đó chính là bút cặp kéo 12.000 đồng một cây, ba cây có giá là 60.000 đồng nha. Rất là đẹp luôn nè, cắt nghe là cắt, nó cắt rất là đã tay luôn nha. Ở đây một cái cặp kéo vậy thôi nhưng mà thì tới tận là hai cây bút lận đó. Đây, hai cây bút này rất là xinh xắn luôn nè, một cây bút màu trắng, một cây bút màu hồng. Ở trên những cây bút đó thì còn có những cái hoa anh đào rất là đẹp, rất là xinh xắn luôn nha. Chỉ có giá là 12.000 đồng một cây thôi. À không, ở đây thì ra đây mỗi cây là 12.000 đồng nhưng mà ở đây là 2, 4, 5 cây thì 60.000 đồng nha mọi người. Lúc nãy chị có sai sót rồi, xin lỗi mọi người nhiều nha. Tiếp theo, cái đơn hàng của bạn Nguyễn Thoa, sản phẩm cuối cùng đó chính là 15 cuốn sổ hoàng đạo khác nhau, có giá là 180.000 đồng nè. Rất là đẹp luôn. Đây, cung sư tử nè, kim ngưu nè, rồi cung gì nữa đó chị quên mất tiêu rồi, nhưng mà rất là đẹp luôn. Rất là nhiều cung hoàng đạo khác nhau luôn nha. Rất là đẹp luôn nha mọi người ơi. Nói chung là 1 nè, 2 nè, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ủa, là 12 sổ cung hoàng đạo nhưng mà mỗi sổ có giá là 15.000 đồng. Chị thấy sai rồi, xin lỗi mọi người nhiều nha. Thì mỗi sổ là 15.000 đồng, 12 sổ là 180. Nãy giờ cứ bị liệu riết luôn á, phải tôi ngu tán đó mọi người. Không có giải tính toán, như là đôi khi đơn hàng nhiều quá thì cũng bị lì, mọi người thông cảm nha. Rồi, kết thúc đơn hàng của bạn Nguyễn Hoa, chúng ta qua đơn hàng tiếp theo nha. Đơn hàng tiếp theo là của bạn Bùi Thùy Trang. Bùi Thùy Trang có giá là 203.000 đồng nha. Đầu tiên sẽ là hai cây bút son nước hồng. Đây, hai cây bút son nước hồng nè, rất là xinh xắn luôn. Ở trên này là tưởng chừng là một cây son nhưng thực ra nó là một cái bút đó, rất là xinh xắn luôn nha. Ở dưới này thì một cái hũ kim tuyến, nhưng mà chúng ta xài hết mực rồi, chúng ta sẽ tháo cái này quăng đi và chúng ta có thể thay bút nữa. Nhưng mà giữ lại cái hũ này chúng ta có thể làm được trang trí nè. Đó, mỗi cây là 15.000 đồng, hai cây có giá là 30.000 đồng nha mọi người ơi. Rất là đẹp, rất là rẻ luôn phải không nè. Đó, nhìn rất là dịu dàng luôn. Rồi, tiếp theo là sổ mochi mây. Đây, đây là một cuốn sổ mochi, có một chú cái hình mochi này. Ở đây là một chú cá hay một chú gì đó chị không biết nữa, nhưng mà ở đây có những cái đám mây nè và có hai chú gấu, một con nàng áo đỏ này. Nói chung là rất là xinh xắn, là những bông hoa, nói chung là có thể hòa mình với thiên nhiên đó. Cái nền màu xanh rất là bắt mắt, nhìn rất là dịu dàng, nhưng mà gọi là nhìn nó rất là mát mắt, nó không có bị chói lóa hoặc là nó màu mè quá. Nói chung là nó đơn giản thôi nhưng mà rất là đẹp. Thôi, cái cuốn sổ mochi mây này á, có giá là 35.000 đồng nha. Sản phẩm thứ ba đó chính là bút kem thỏ hồng của bạn Bùi Thùy Trang nè. Đây, bút kem thỏ hồng rất là xinh xắn luôn nha. Đây, nhìn giống một cái kem mắc quế gì đó nhưng mà thì ra nó là một cây bút nha, nhìn rất là ngon miệng luôn. Nhìn muốn nhảo một cái thôi nhưng mà biết là cắn không được. Đây, cây bút này rất là xinh xắn luôn, có giá là 5.000 đồng một cây. Tiếp theo đó chính là sản phẩm tiếp theo chính là hai hộp combo lụa, mỗi hộp có giá là 50.000 đồng. Đây, công chúa màu tím và đây một cái hộp màu hồng, đó là công chúa thiên nhiên thôi. Review cái hộp này đi, gọi tên đại vậy thôi chứ không biết là gì nữa. Ở đây là có một cuồng keo lớn nè. Đây, cái cuồng keo lớn này thì có rất là nhiều cái động vật rất là dễ thương luôn nè, và có một cái cô bé nữa đó, cô bé đang đọc sách, nói chung là rất là dễ thương luôn. Rồi, những chú gà nhỏ nè, những chú vịt nhỏ. Và ở đây là có một con cô nàng đam mê thời trang nè, đó, và những con nàng khác nữa, nói chung là rất là nhiều luôn. Rồi, ở đây thì có những cái vật dụng đơn giản như đồng hồ báo thức, lịch rồi các kiểu luôn nè. Ở bên này thì có rất là nhiều những chiếc con nhỏ khác nhau luôn nè, nó có rất là nhiều luôn nha. Mà thôi, để chị nhà bạn tự khui đi cho nó bất ngờ, chứ để chị khui hết rồi lấy đâu mà bất ngờ cho các em xem nữa. Rồi, bạn nào muốn đặt hàng thì gọi đến số 0937 9707 để được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng nha. Khi những bạn mà đã đặt hàng rồi mà muốn chỉnh sửa bổ sung thì lưu ý là chúng ta không nên nhắn tin và chỉ gọi đến số 0937 9707 trước 9 giờ tối. Còn bạn nào muốn đặt hàng nhắn tin á thì vẫn cứ nhắn tin qua Facebook hoặc Zalo bình thường nha mọi người. Rất là đẹp luôn. Kết thúc đơn hàng của bạn Bùi Thị Trang, qua đơn hàng khác. Và đây là đơn hàng của bạn Đỗ Hà Mỹ Linh, có giá là 91.000 đồng nha. Đầu tiên đó chính là hai cây bút. Hai cây bút này á thì mỗi cây có giá là 5.000 đồng. Đầu tiên đó chính là cây bút hình con hươu nè. Nó rất là đẹp luôn, màu trắng có hai cái sừng, nó rất là dẻo luôn nha mọi người. Đây, cây bút nó rất là dài, màu trắng tinh khiết luôn nha. Còn đây đó chính là cây bút kem hoa cúc màu tím nè, rất là lấp lánh luôn. Cái hoa cúc bằng nhựa màu tím và có cái nhị màu vàng. Ở đây là một cái kem, ở bên trong là những cái kim tuyến dưới tim rất là đẹp. Cây bút màu tím hình trắng trong nè, nó rất là xinh luôn nha. Mỗi cây 5.000, hai cây có giá là 10.000 đồng nha. Sản phẩm tiếp theo đó chính là sổ nước.
Và đây chính là hai cái cuốn sổ nước, mỗi cuốn là có giá 17.000 đồng, hai cuốn là 34.000 đồng nha. Đây chính là những cuốn sổ nước, đây là chú mèo đang ngắm hoa anh đào nè. Đó, rất là xinh xắn, có là màu tím và hình trái dâu nha. Ở bên này á thì có hình chuột Mickey nè, cũng là một chú mèo ngắm hoa anh đào luôn, nhưng mà có là màu xanh rất là đẹp luôn nha. Ở đây là một cái cây cầu nè, ở bên này cũng là một cái cây cầu luôn, nhưng mà ở này thì có một con phố nhỏ rất là xinh xắn luôn nè. Đó, hai cuốn sổ có giá là 34.000 đồng nha. Sản phẩm tiếp theo đó chính là tẩy trái cây nè. Đây, tẩy trái cây này có giá là 5.000 đồng một combo như vậy thôi. Ở đây có trái dâu nè, trái dưa hấu, trái kiwi, quy, trái cam, trái thanh long. Và trái dâu nó nhìn rất là ngon miệng luôn nha mọi người ơi. Nhìn cái là thèm trái cây liền luôn á. Có giá là 5.000 đồng mà được tới 6 cục trên như vậy chúng ta rất là lời luôn nè. Và đây, đó chính là cái thước nước. Cái thước nước này, cái thước nước thành con gì vậy mọi người? Các biết con gì không? À, đây là nguyên một đàn cá luôn nè. Đó, rất là xinh xắn luôn. Cái thước nước này á thì có tận là dài tận là 30cm rồi, chỉ có giá là 9.000 đồng thôi, rất là xinh xắn luôn nè. Đó, rất là đẹp luôn nha, ngồi lắc lắc nghe tiếng mấy con cá ở trong nó rất là đẹp luôn nè. Đó, xinh xắn nha. Ở đây là nguyên một bầy cá, 1, 2, 3. Và ở đây là những cái sợi rong, ở bên trong là những cái con cá nhỏ này và những cái chim tiếng khác nữa, nhìn rất là đẹp mắt luôn. Đây, ở bên ngoài này thì là những cái nền ở dưới biển đó, nhìn rất là đẹp luôn nha, giá là 9.000 đồng thôi. Kết thúc đơn hàng của bạn Đỗ Hà Mỹ Linh, chúng ta cùng qua đơn hàng khác. Và đây là đơn hàng của bạn Nguyễn Thị Minh Hường, có giá là 118.000 đồng. Đầu tiên đó chính là son, bút son nước màu tím và màu hồng. Mỗi cây son này, bút son nước hả? Sao đây có hai cây lận vậy? Rồi, một cái bút son nước của bạn Nguyễn Thị Minh Hường có giá là 15.000 đồng. Bạn Nguyễn Thị Minh Hường mà có muốn chỉnh sửa đơn hàng của mình đó thì hãy gọi đến số 0937899707 để được tư vấn và đặt hàng lại. Để được đặt hàng và uống xuống lại từ đầu nha. Rồi, thì bạn hãy gọi đến shop trước 9 giờ tối. Thì bạn lưu ý là không nhắn tin, tại vì nhắn tin thì shop bận, shop sẽ không xem tin nhắn và không thể bổ sung đơn hàng của bạn được nha. Rồi, cái bút son nước này có giá là 15.000 đồng. Tiếp theo đó chính là hai cây bút chì. Hai cây bút chì có giá là 5.000 đồng một cây. Hai cây là 10.000, đây là một cái bút chì bấm bấm vậy nè. Đó, cái bấm của nó không phải trên này đâu mà là cái chỗ này nè. Đó, rất là dễ sử dụng, rất là độc lạ luôn nha. Còn đây chính là cái bút chì ngòi nè, cũng có giá là 5.000 đồng luôn, nhưng mà nó lại có hình chìa khóa tròn đen này, đó rất là xinh xắn luôn nha. Rồi, cái cây bút này có hình là màu da và cái hình chìa khóa màu đen ở trên. Cái này là những cái chú chim nè trong hoạt hình đó. Rồi, cái bút chì này có nền màu xanh nước này nha, rất là đẹp, rất là xinh xắn, 5.000 một cây luôn. Tiếp theo đó chính là 12 cây bút hoa. Bút hoa này mỗi cây có giá là 5.000 đồng. Đầu tiên đó chính là cây bút hoa màu cam nè, đó màu đỏ, nói chung là đỏ hồng hồng, nó rất là đẹp luôn. Đây nè, những cái bút này, nhìn cái đầu ở dưới rất là đẹp, rất là sáng chói luôn nha mọi người. Nó bị rớt cái bông rồi, giờ gắn lại nè. Rồi, ở bên trong những cái bông hoa hồng này thì có những cái ngôi sao màu hồng rất là lấp lánh. Ở trên bên trên cái vỏ hoa hồng thì có những kim tuyến rất là lấp lánh luôn nha mọi người ơi. Rồi, chúng ta qua những cây bút tiếp theo nè. Nó có bốn loại bút, bút màu vàng nè, bút màu xanh và bút màu tím nữa, nói chung là cũng giống nhau thôi, lấp lánh nghe rất là đã tay luôn. Nó chỉ khác màu thôi, nhưng mà thiệt ra nó kim tím nó cũng khác màu, nhưng mà nó cùng một loại, đó là loại hình ngôi sao nha mọi người. Đây, mỗi cây 5.000, bạn nào muốn đặt hàng thêm giống bạn Nguyễn Thị Minh Hường hay gọi đến số 0937899707 được tư vấn và đặt hàng nhanh chóng nha. Chúng ta qua đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay. Đơn hàng cuối cùng á thì là cái nick Facebook, hình như là cái này là cái nick Facebook của quán Kiền Nhã á mọi người. Đây, đơn hàng này có giá là 133.000 đồng. Đầu tiên đó chính là combo lụa. Đây, combo lụa có giá là 50.000 đồng, hình trái cây này nha, rất là xinh xắn. Hình bơ chứ. Rồi, chúng ta quay ra xem nha. Đây, đầu tiên là có bốn cùng băng keo rất là xinh xắn. Đây là cùng băng keo có hình những chú gà và những con nàng rất là dễ thương. Còn đây là những con nàng đam mê thời trang. Ở bên này là những vật dụng cá nhân, ở bên này cũng là những cái cô nàng gọi là rất là đam mê thời trang và những cái khung cảnh sống thường ngày của chúng ta thôi. Ở bên này thì có xinh bơ nè, là những loại trái cây. Bên này thì có những cô gái nữa nè. Đó, nói chung là mỗi miếng thiết kế thì nó có rất là nhiều cái hình khác nhau đó, tha hồ chúng ta lựa chọn luôn. Rồi, tha hồ họ sẽ sáng tạo những cái miếng thiết kế này có công dụng là làm đẹp trang trí lớp tết hoặc là những huyện vỡ hoặc là những bức tường xung quanh nhà chúng ta đó mọi người. Rất là xinh xắn, rất là tiện lợi luôn nha, mà chỉ có giá là 50.000 đồng thôi, rất là rẻ luôn phải không? Bạn nào muốn đặt hàng hãy gọi đến số 0937899707. Vì những bạn đã đặt hàng rồi mà muốn chỉnh sửa đơn hàng của mình, lưu ý là không nhắn tin và hãy gọi gấp đến số 0937899707 trước 9 giờ tối tối của chúng ta. Rồi, đầu tiên đó chính là combo hình dáng 2 tầng. Đây, rất là nhiều luôn, chúng ta mua theo combo. Đây, đầu tiên sẽ là combo của nàng tiên cá này. Đó, nàng tiên cá là những cái đuôi chim mà có chân miễn thành người đây nè, rất là xinh xắn luôn. Những cái bộ combo này á, thì có giá là 50.000 đồng, 50.000 đồng tổng tất cả luôn nha. Rồi, ở đây thì có ba cô nàng rất là xinh xắn với những bộ váy rất là cute luôn nè. Còn đây là những cô, có ba cô nàng và những bộ váy kim tuyến, hình ngôi sao các kiểu. Rồi, tiếp theo đó chính là bộ sticker 2 tầng với những bộ váy nhẹ nhàng. Có cô nàng tóc tím, tóc hồng, tóc màu xanh và tóc màu đỏ nữa, rất là đẹp luôn nha. Ở tự nhiên là bộ váy này nè, có những cái hạt kim tuyến đánh lên trên nữa.
Còn đây, ở trên bên trên thì có những cái bộ váy rất là đẹp và những cái chú gấu trúc nè. Rất là đẹp luôn nha mọi người. Đây bộ váy màu vàng có những cái nơ màu đỏ rất là ấn tượng luôn. Đây là cái váy hồng phối với màu xanh màu vàng rất là đẹp, rất là lộng lẫy luôn nha. Còn đây ở chính là những bộ váy 5D Galaxy rất là đẹp mắt luôn. Ở dưới này là những bộ váy nhẹ nhàng. Có 2, 4, 4 con nhân vật và những bộ váy rất là nhẹ nhàng ở dưới này luôn. Ở trên này là những bộ váy lấp lánh. Rồi rất là đẹp luôn nha. Kết thúc đơn hàng của quán Trà Nhã cũng là đơn hàng cuối cùng của ngày hôm nay. Bạn nào muốn đặt hàng thêm thì gọi đến số 0937 89707 để được tư vấn đặt hàng nhanh chóng. Còn những bạn đã đặt hàng rồi muốn chỉnh sửa đơn hàng của mình thì hãy gọi gấp số 0937 89707, lưu ý là không nhắn tin. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi đơn hàng của ngày 13 tháng 11 nha. Rất cảm ơn mọi người. Xin chào và hẹn gặp lại trong những đơn hàng lần tới. Bye bye.